Vô ngã độc tôn tập 5. Do dự tức là đáng chết. Ánh mắt Dương Hạo lạnh lùng tàn nhẫn. Cậu xông lên phía trước, ánh sáng 10 linh kình lại bùng lên, bùm bùm. Lòng người của bọn họ như bị đập thành từng mảnh, vết máu trên mặt đất lập tức khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. Sắc mặt Dương Thanh Thanh tái nhợt, nhìn chằm chằm vết máu và thi thể trên mặt đất, dạ dày cảm thấy nhộn nhạo, nhưng trong lòng cô lại hưng phấn hơn. Đại ca quá mạnh, đủ sức xóa sổ tu giả cảnh giới Ngân Linh cấp 2. Thanh Thanh, Dương Hoành và những người khác đâu rồi? Sát khí Dương Hạo ngập trời, cậu cảm thấy mình có ý muốn giết người. Vừa nghe vậy, Dương Thanh Thanh lập tức nghĩ đến Dương Hoành, Dương Phong và những người khác vẫn đang gặp nguy hiểm. Không chút do dự, cô trực tiếp dẫn Dương Hạo đến chỗ đám người Dương Hoành. Ha ha, Dương Hoành, hôm nay xem ai dám cứu người chứ? Ta không ngại nói cho người biết, nhà họ Du của chúng ta có người trong chấp pháp đường đó. Cho dù có giết người thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Mấy lời nói khó nghe khiến đám người Dương Hoành bị vây bắt rất khó chịu. Năm người Dương Hoành mỗi người đều bị thương. Người nhỏ tuổi nhất Dương Hâm còn đang ôm một cánh tay bị gãy. Vị trí cánh tay trái của cậu trống rỗng. Nhưng dù vậy, gương mặt của Dương Hâm vẫn đầy ý chiến đấu và lạnh lùng. Những người trong gia tộc nhà họ Dương đều là những người tràn đầy tinh thần chiến đấu. Không ai trong số họ là kẻ hèn nhát hết. Vậy còn họ là một nhóm tinh hoa từ nhà họ Du và nhà họ Triệu. Có 9 tu giả cảnh giới Ngân Linh. Còn có một đám cảnh giới Phàm Linh. Tổng cộng 20 người đều đằng đằng sát khí. Bên nhà họ Du có 6 tu giả cảnh giới Ngân Linh. 3 người còn lại là đệ tử của nhà họ Triệu. Không cần phải nói, nhà họ Triệu đã bị nhà họ Du khuất phục và trở thành một thế lực của nhà họ Du. Triệu Phi Dương, Triệu Phi Hổ, Triệu Phi Báo, đám này giao cho nhà họ Triệu các ngươi. Muốn chứng minh lòng trung thành của các ngươi thì giết chúng cho ta. Một đệ tử nhà họ Du lạnh nhạt đó. Du Sung, cảnh giới Ngân Linh, Quẩn Khí cấp 2. Du Minh, người đã bị Dương Hạo đánh bại trước đó, trong mắt Du Sung không là gì cả. Trong số đệ tử nhà họ Du, không chỉ có hắn là ở cảnh giới Ngân Linh, Du Sung cũng ở cảnh giới Ngân Linh, mà cảnh giới của hắn còn cao hơn. Tuy nhiên, Du Minh là đệ tử dòng chính, còn Du Sung là con vợ lẽ. Sau khi Du Minh bị phế, Du Sung nhìn thấy hy vọng nên không ẩn nhật nữa mà bắt đầu bộc lộ tài năng. Du Sung, không ngờ ngươi lại ẩn mình sâu như vậy. Nhưng ngươi không đủ tư cách đụng đến nhà họ Dương chúng ta đâu. Dương Hoành lạnh lùng, sau đó một luồng sáng bạc cực kỳ mạnh dâng trào phóng ra khỏi người cậu ta. Uinh! Sắc mặt của đám người nhà họ Du và nhà họ Triệu thay đổi. Không ngờ rằng Dương Hoành đang che giấu thực lực của mình. Thực lực đã đạt tới cấp độ cảnh giới Ngân Linh rồi. Bùm bùm! Đúng lúc này, khí tức của Dương Phong, Dương Chấn, Dương Kỳ đều tăng lên nhanh chóng. Ánh sáng màu bạc lấp lóe, tất cả đều là tu giả cảnh giới Ngân Linh. Ngoài trừ cậu út Dương Hâm, 4 người anh em Dương Hoành đều là cảnh giới Ngân Linh. Du Sung che giấu sức mạnh của mình, nhà họ Dương còn che giấu kỹ hơn. 3 người nhà họ Triệu và mấy đệ tử nhà họ Triệu đang chuẩn bị tấn công đám người Dương Hoành thì đều trở nên do dự, nhìn huynh đệ nhà họ Dương hùng mạnh mà sợ hãi. Được lắm, không hổ danh là đệ tử nhà họ Dương của ta. Một giọng nói vang lên từ xa, sau đó 2 bóng người nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dưới sự dẫn dắt của Dương Thanh Thanh, cuối cùng thì Dương Hạo cũng tới đây. Dương Hoành, bất kể là gia tộc như nào, hôm nay tại Học viện Linh Không, ta thông báo rằng nhà họ Dương chính thức khai chiến với nhà họ Du và nhà họ Triệu. Khai chiến! Khai chiến! Nghe theo lời của Dương Hạo, đám người Dương Hoành rống to, chiến ý ngập trời. Lúc này vài người trong nhà họ Triệu hoàn toàn choáng váng. Dương Hạo dẫn theo 5 người con của nhà họ Dương, cộng thêm Dương Thanh Thanh đến sau, người nào người nấy sát khí ngút trời. Sắc mặt Triệu Phi Dương rất khó coi, do dự không dám tiếp. Mặc dù hắn cũng muốn chiến, nhưng đối mặt với 7 người nhà họ Dương, bản thân hắn không tự tin. Về phần Du Sung, sắc mặt có chút trầm mặc. Hắn đã bị sốc bởi năng lực mà mấy người nhà họ Dương ẩn giấu đi. Đối với sự do dự không quyết đoán của Triệu Phi Dương, hắn càng thêm hậm hực, rác rưởi, đến chiến một trận mà cũng không dám sao. Dương Hạo cười khẩy một tiếng, sau đó xoay người, liếc mắt nhìn các huynh đệ phía sau. Dương Hoành, Dương Phong, Dương Thành, Dương Kỳ, thậm chí đến cả Dương Thanh Thanh, 6 người này đều che giấu thực lực. Lúc này linh khí trong cơ thể họ dâng trào, tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, tất cả đều là cảnh giới Ngân Linh. Về phần đệ đệ nhỏ nhất là Dương Hâm,
Mặc dù không thuộc 12 kinh mạch, nhưng cậu ấy cũng là cấp độ đỉnh phong. Các cảnh giới ngân linh không còn xa nữa. Ngay khi Dương Hạo đưa mắt nhìn về phía Dương Hâm, ánh mắt của cậu đột nhiên đông cứng lại. Một luồng khí tức mãnh liệt bộc phát ra khỏi cơ thể. Ai làm? Nhìn thấy Dương Hâm bị chặt đứt tay trái, Dương Hạo lập tức nổi giận. Đám người Dương Hoành bỗng cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống. Một luồng khí lạnh ập tới khiến bọn họ không khỏi rùng mình. Là Chu Du. Dương Hâm nhìn về phía sau Du Sung, trầm giọng nói. Mất đi một cánh tay là nỗi đau không thể xóa nhòa với bất kỳ ai. Không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Ngay cả việc tu luyện trong tương lai của Dương Hâm cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Âm! Dương Hạo đột nhiên xoay người, khí thế hung hãn càng thêm mãnh liệt. Cậu quét ánh mắt nhìn về phía đám người nhà họ Du. Ai là Du Chu? Tự mình lăn ra đây. Âm thanh vang rền như sấm, mang theo sự tức giận đáng sợ. Một bóng người bước ra từ phía sau lưng Du Sung, sau đó cười lạnh. Chỉ là một đứa 12 mặt, ông đây chỉ chặt đứt một cánh tay hoánh. Nếu như dám đối đầu với nhà họ Du, ta sẽ phế cả tu vi của hắn. Tốt, tốt lắm. Dương Hạo lập tức thu lại sự phẫn nộ trên mặt, sau đó nở nụ cười. Khi cậu cười, mấy người Dương Hoành đều biết rõ. Dương Hạo tức giận, không đáng sợ. Nhưng một khi cậu cười, đồng nghĩa với việc chàng trai này thực sự đã tức giận đến đỉnh điểm. Ai cũng không thể cản được chuyện cậu muốn làm. Lão đại, đại ca. Mấy người Dương Hoành bộc phát khí tức, sau đó đứng thành một hàng với Dương Hạo. Dương Hạo khẽ phất tay, sau đó đẩy Dương Hoành và Dương Phong đang ở bên trái phải của mình ra đằng sau, rồi nói. Các đệ không cần động thủ, thù của tiểu đệ ta sẽ đích thân ra tay. Dương Hoành và Dương Phong lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh bộc phát từ cơ thể Dương Hạo, trực tiếp để hai người thuộc cảnh giới ngân linh ra đằng sau. Năng lượng này chắc chắn vượt qua giới hạn mà 12 mặt có thể đạt tới, ít nhất cũng phải là ở cấp 300 cân. Năng lượng như vậy đủ để tiến vào bước thứ hai của cảnh giới ngân linh. Ha, ngươi sao? Du Chu cười điên cuồng, sau đó nói, chỉ là 12 mặt nhỏ nhoi mà dám động thủ với ta sao? Cũng được, để ta phế bỏ ngươi, sau đó chặt đứt tứ chi của ngươi, khiến cho ngươi sống không bằng chết. Bum! Trên mặt Dương Hạo vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó nắm đấm của cậu trực tiếp quất ra. Tiếng nổ của 10 linh kình và liên tiếp vang lên, đánh đủ tới cấp thứ 9. 10 linh kình, linh thứ 9. Linh thứ 9 sao? Khi nhìn thấy cú đấm của cậu, Du Sung, nhà họ Du và Triệu Phi Dương, nhà họ Triệu, đều lần lượt thay đổi sắc mặt. Sức mạnh dâng trào và linh khí tỏa ra, khiến cho hai người ở bước thứ 2 cảnh giới ngân linh đều cảm thấy áp lực. Ngưu quyền! Du Chu cũng gầm lên một tiếng, sau đó trong tay ngưng tụ ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng màu bạc tỏa ra, hướng về phía nắm đấm của Dương Hạo. Đi chết đi! Đối mặt với cú đấm của Du Chu, Dương Hạo chậm rãi công kích. Trong khoảnh khắc, sức mạnh và linh khí của cú đấm lập tức bùng phát. Rắc! Du Chu cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ ập tới, sau đó cánh tay hắn vỡ nát. Âm âm! Ngay sau đó, linh khí cuồn cuộn đập thẳng vào đan điền của hắn ta, lập tức tiêu tán toàn bộ tu vi của hắn. Nhưng như vậy vẫn chưa hề dừng lại. Chỉ thấy bóng dáng Dương Hạo lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, liên tiếp ra tay. Những tiếng rắc rắc không ngừng vang lên. Bụp! Ngay khi cơ thể Du Chu rơi xuống đất, Dương Hạo đã quay về chỗ cũ. Mà lúc này nụ cười trên gương mặt cậu vẫn như cũ, luồng sát khí vô hình đã được thu liễm. A! À! Cho đến lúc này, Du Chu đang nằm trên mặt đất mới thét lên thảm thiết. Đan điền của hắn hoàn toàn trống rỗng, không còn chút linh khí nào. Còn tứ chi của hắn bị một nguồn lực mạnh mẽ phá nát thành từng mảnh. Cả đời này, trừ khi có cường giả hàng đầu giúp hắn định hình lại đan điền, nếu không, hắn chỉ có thể nằm cả đời mà thôi. Thiếu gia Du Sung, giúp tôi với. Ngẩng đầu nhìn Du Sung, Du Chu tràn đầy mong chờ. Sắc mặt Du Sung hơi lạnh, hắn quét mắt nhìn Du Chu, sau đó lại nhìn về phía Dương Hạo, người vừa ra một loạt đòn công kích phế Du Chu. Trầm mặc khoảng 3 giây, Du Sung lạnh lùng nói, giết đi. Không, thiếu gia, đừng giết tôi mà. Du Chu kinh hãi hét lên, hắn không ngờ rằng vị thiếu gia như thường ngày đối xử với hắn khá tốt, bây giờ lại trực tiếp ra lệnh giết hắn. Lạnh lùng nhìn Du Chu, Du Sung nói, ta không nuôi phế vật, giết. Vù! Một bóng người vọt tới, sau đó ánh kiếm màu đen xuyên thẳng vào ngực Du Chu. Thấy Du Sung ra tay độc ác, trái tim Dương Hạo khẽ trống rỗng.
Du Sung này quá độc ác, cho dù chỉ là thuộc hạ đi theo mình mà nói giết là giết sao, không có chút tình nghĩa nào. Loại người như thế này, một là kẻ ác làm nhiều việc xấu thành quen tay, hai là anh hùng mưu kế khôn ngoan, giỏi dùng quyền biến. Quét mắt nhìn thi thể, Dương Hạo nói: Du Sung, giết người ở học viện Linh Không không phải tội danh bình thường, ngươi chờ học viện trừng phạt đi. Nghe được những lời của Dương Hạo, Du Sung lập tức bật cười, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Trừng phạt sao? Dựa vào đâu chứ? Đúng là Du Sung ta giết, nhưng đó là gia nô nhà họ Du chúng ta. Cho dù ta thực sự giết chết đệ tử của học viện, dựa vào ngươi mà cũng muốn trừng phạt ta sao? Du Sung nói, nhìn về phía Triệu Phi Dương. Nếu như ngươi vẫn không động thủ, ta sẽ nghi ngờ lòng trung thành của nhà họ Triệu các ngươi. Đương nhiên, người phía sau ta cũng sẽ nghi ngờ lòng trung thành của các ngươi. Vừa nghe thấy câu này, Triệu Phi Dương sửng sốt, nghĩ tới người phía sau nhà họ Du. Hắn lập tức cảm nhận được sự bất lực. Không chỉ riêng hắn, cho dù là ông cụ nhà họ Triệu, ở trước mặt người đó cũng không có chút địa vị gì, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Phi Ưng, ra tay. Triệu Phi Dương nhíu mày nói. Sau đó hai tu giả cảnh giới Ngân Linh của nhà họ Triệu cùng gần 10 đệ tử 12 mặt Phạm Linh cũng nhanh chóng vây quanh đám người Dương Hạo. Lão nhị, chăm sóc Dương Hâm cho tốt. Dương Hạo gầm lên một tiếng, sau đó lao thẳng về phía đám người nhà họ Triệu. Bị động chịu đánh không phải là phong cách của cậu, muốn chiến thì phải chủ động xuất kích, giết người phải thấy máu. Giết! Gầm lớn một tiếng, nắm đấm của cậu lập tức tỏa ra ánh sáng trắng. Sau đó 12 linh kình điên cuồng lao ra. Âm âm! Liên tiếp mấy cú đấm, năng lượng mạnh mẽ cùng với linh khí dâng trào lập tức đánh thẳng vào ba người 12 mặt Phạm Linh. Còn có một người đang ở bước thứ nhất của cảnh giới Ngân Linh nhà họ Triệu. A a! Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba người 12 mặt Phạm Linh hoàn toàn không chịu được cú đấm của cậu, ngực bị đập nát vụn, hét lên đau đớn. Người còn lại còn thê thảm hơn, đầu nát bét, chết ngay tại chỗ, không nói được tiếng nào. Âm! Sau khi cú đấm của người ở cảnh giới Ngân Linh nhà họ Triệu chạm trán với cú đấm của Dương Hạo, cơ thể bất giác bật lùi về phía sau, cánh tay phải run lên, một lúc sau mất đi cảm giác. Đại ca! Dương Hoành lập tức nuốt xuống lời định nói. Cậu ta trợn to hai mắt nhìn ba người 12 mặt Phạm Linh bị giết, lại nhìn người ở cảnh giới Ngân Linh bị đả kích rõ ràng, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Lão đại, đáng gờm quá. Một lúc lâu sau, Dương Hoành mới phun ra những từ này. Đáng gờm, quả thực như vậy. Trong mắt đám người Dương Hoành, Dương Hạo quả thực là một kẻ đáng gờm. 12 mặt Phạm Linh đồng thời giết chết ba người cùng cấp, còn đẩy lùi được một người đang ở cảnh giới Ngân Linh. Đây còn là cảnh giới Phạm Linh hay sao chứ? Sững sờ rồi sao? Chỉ có một mình Dương Thanh Thanh vẫn nở nụ cười ranh mãnh, sau đó nói: Chỉ là một kẻ ở cảnh giới Ngân Linh mà thôi. Lão đại vừa rồi còn giết chết 4 người cảnh giới Ngân Linh đấy. Thế này thôi thì có là gì chứ? 4 người cảnh giới Ngân Linh sao? 4 người không phải chứ? Dương Hoành, Dương Phong lần lượt nhìn Dương Thanh Thanh, hai mắt như chuông đồng. Gì mà không phải chứ? Trong số 4 người thuộc cảnh giới Ngân Linh đó còn có cao thủ đạt tới bước thứ 2, Du Đào nhà họ Du đã chết trong tay lão đại đấy. Vẻ mặt Dương Thanh Thanh tràn đầy tự hào. Âm! Ngay khi mấy huynh muội đang nói chuyện, Dương Hạo lại lần nữa ra tay, mà mục tiêu lúc này của cậu chính là người thanh niên dẫn đầu nhà họ Triệu. Phục hổ thiết trưởng! Hai mắt của cao thủ nhà họ Triệu ngưng tụ, một tầng ánh sáng màu bạc đột nhiên bộc phát ra, ngưng hình cảnh của bước hai cảnh giới Ngân Linh. Ngưng hình khi có khí có hình, không chỉ là khí chứa trong cơ thể mà có thể được giải phóng và biến đổi thành hình dạng để tăng độ mạnh của đòn công kích. Khí thế mạnh mẽ đó trực tiếp áp sát Dương Hạo. Dương Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, linh thứ 12 của 12 linh bộc phát, nguồn năng lượng và linh khí dồi dào cuồng bạo lập tức đẩy lùi cú đấm của đối phương. Các người còn ngây người ra đó làm gì? Động thủ đi. Nhìn thấy sự hung hãn của Dương Hạo, Du Sung lập tức khiển trách mấy tu giả cảnh giới Ngân Linh ở bên cạnh. Vút vút, từng bóng người nhanh chóng lao về phía Dương Hạo, tạo thành thế vây hãm, lập tức bao vây cậu thành trung tâm. Muốn đánh nhóm sao? Ông đây cũng tới. Dương Hoành gầm lên, sau đó mấy huynh đệ cùng nhau lao tới. Dương Hạo đột nhiên vung một tay lên, quét mạnh về phía sau, hét lên với mấy người phía Dương Hoành: Các đệ đứng bên cạnh trông chừng, không được tha cho bất kỳ ai. Mạng của những người này ta sẽ lấy hết. Mạng của những người này ta sẽ lấy hết sao?
Đây là một sự kiêu ngạo và bá đạo đến nhường nào cơ chứ. Dương Hạo đứng ở đó, ánh mắt giống như giếng cổ, có vẻ bình thản nhưng lại tràn đầy sát ý mạnh mẽ. Lão đại, đúng là lão đại, đủ bá đạo, đủ ngông cuồng, ha ha. Dương Hoành bật cười lớn, không hề lo lắng cho Dương Hạo. Phía trên một tòa nhà cách đó không xa, có hai bóng người đang nhìn về phía đám đông. Người phía trước là một thanh niên chừng 20 tuổi, khí chất kiêu ngạo, nhìn đám người phía xa tràn đầy khinh thường. Bên cạnh người này là một thanh niên áo đen, trên ngực có một thanh trường kiếm, toàn thân tràn đầy khí chất lạnh lùng, sắc bén như vũ khí ra khỏi vỏ. Kiếm văn, một hoa văn mà chỉ đệ tử của học viện Linh Không mới có, đó là chấp pháp đường. Thanh niên đứng phía trước nhìn trận chiến cách đó không xa, cười khẩy. Dù sung đúng là biết lẩn trốn, nhưng cho dù trốn kỹ thế nào, hắn vẫn chỉ là một tên cặn bã. Một cái nhìn sắc bén lóe lên trong mắt đệ tử chấp pháp đường, hắn nói: công tử Du Phi nói đúng, Du Sung chỉ là một tên khốn kiếp, cho dù thực lực của hắn có tốt như thế nào thì cũng không thể so sánh được với công tử. Ha, thanh niên khẽ cười sau đó nói: sư huynh Lục Uy khen ngợi rồi. Sau đó hắn nhìn về phía bóng lưng Dương Hạo mang theo sát khí, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là Dương Hạo đó chỉ là 12 mạch phàm linh là có thể chiến đấu với cảnh giới ngân linh. Dường như đến cả cấp độ ngân hình của cảnh giới ngân linh cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì sao chứ? Chỉ cần công tử trung thành với thiếu chủ của chúng tôi, đừng nói là đám con cháu nhà họ Dương, cho dù cả nhà họ Du hay cả cái thành Thanh Viễn này đều có thể chống khống chế được. Ha, công tử La Vân đúng là một anh hùng hào kiệt, Du Phi tôi đương nhiên muốn đi theo ngài ấy. Du Phi cười nói, tuy nhiên trong mắt lại mang theo một chút tà ác. La Vân muốn lợi dụng hắn, lợi dụng nhà họ Du, bản thân mình tội gì không thử lợi dụng những người này chứ, tận dụng bối cảnh vững chắc của hắn. Âm thanh chấn động từ xa truyền đến, sau đó ánh mắt hai người tập trung vào cuộc đối đầu giữa nhà họ Dương và nhà họ Du. Cùng nhà họ Triệu, lúc này Dương Hạo đã ra tay, Du Sung không ra tay, mà năm tu giả cảnh giới ngân linh của nhà họ Du và hai người cảnh giới ngân linh của nhà họ Triệu tiến hành bao vây công kích Dương Hạo. 7 cảnh giới ngân linh, 3 cảnh giới ngân linh bước 2, ngân hình. 4 cảnh giới ngân linh bước thứ nhất, uẩn khí. Cho dù là tu giả cảnh giới ngân linh bước thứ 3, cường lực, cũng không phải dồn toàn lực đối phó. Dương Hạo tung năm đấm, khí tức mạnh mẽ không ngừng công kích 7 người. Đối mặt với vòng vây như vậy, trên mặt cậu hiện ra vẻ ngưng trọng. Phục hổ thiết trưởng, chịu chết đi. Một ngọn gió dữ dội với sát khí chết người quét tới từ phía sau. Hai mắt Dương Hạo đanh lại, sau đó khẽ xoay người, tránh được đòn tấn công hiểm hóc. Linh khí cường bạo lập tức ập tới phía sau lưng cậu, một ngụm máu lập tức phun từ miệng ra ngoài. Đại ca, lão đại! Thấy Dương Hạo bị thương, đám người Dương Hoành đều trở nên lo lắng. Đối mặt với tình huống như vậy, cho dù trong lòng họ có tin tưởng Dương Hạo đến thế nào thì cũng không thể do dự thêm. Dương Hạo bất cứ lúc nào cũng sẽ bị 7 tu giả cảnh giới ngân linh này vây hãm và giết chết. Họ không thể trơ mắt đứng nhìn được. Tuy nhiên, ngay khi đám người Dương Hoành chuẩn bị ra tay, Dương Hạo đang bị 7 người vây hãm, đột nhiên bộc phát một luồng ý chí kinh người. Ý chí này tràn đầy khí thế bất khả chính bại, trong chốc lát liền như kiếm lột vỏ sắc bén. Dương Hạo dường như chính là bao kiếm sắc bén. Nếu các người đều muốn chết, vậy thì ta sẽ làm toại nguyện cho các người. Dương Hạo nhẹ nhàng lau vết máu được khóe miệng, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Theo động tác của Dương Hạo, mọi người mới chú ý đến thanh trường kiếm sau lưng cậu. Bàn tay chậm rãi nắm lấy thanh trường kiếm, khí tức hung hãn của Dương Hạo càng lúc càng mạnh. Giết hắn! Du Sung cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người Dương Hạo, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó ra lệnh tràn đầy sát khí. Giết! Phá văn quyền, thiết bất trị, ngũ lịch thủ, thanh không sát. Từng đợt tấn công dữ dội ồn ồn dồn dập, sau đó tất cả các huyệt đạo trên người Dương Hạo đều bị khóa chặt. Công kích kịch liệt, sát khí xuyên qua không trung. Đối mặt với công kích của 7 người, trên mặt Dương Hạo nở nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười của cậu tràn đầy sát khí, nụ cười của cậu tràn đầy tức giận, nụ cười của cậu cũng chứa đựng sự sắc bén vô song. Thanh trường kiếm phía sau lưng cậu xuất ra khỏi vỏ, cang! Khi xuất kiếm phát ra tiếng lạnh lót. Sau đó Dương Hạo bước từng bước, một luồng ánh sáng màu máu chói mắt lập tức tỏa ra. Thanh kiếm này nhanh đến cực hạn, cũng mạnh đến cực hạn.
Sát khí vô tận đó lập tức bao trùm bảy cao thủ cảnh giới Ngân Linh. Cái gì? Sao có thể thế được? Đây là võ thuật gì chứ? Quá mạnh, lại có thể ẩn chứa huyết khí sao? Không, a, mau rút lui. Bảy tu giả cảnh giới Ngân Linh phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Khoảnh khắc này, họ cảm thấy rằng mình đã bị bao phủ bởi cái chết. Thanh kiếm đẫm máu đó chính là tượng trưng cho cái chết. Kiếm đến, người chết, không còn chút cơ hội nào. Hai mắt Du Sung híp lại, sau đó sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm ánh sáng màu đỏ máu đó. Ý chí mạnh mẽ kia dường như muốn nghiền nát cơ thể hắn. Hắn cũng khỏi thốt lên: huyết luyện cửu kiếm, võ thuật kim linh thượng phẩm sao? Cùng với tiếng hét kinh ngạc của Du Sung, trái tim của bảy tu giả cảnh giới Ngân Linh đều cảm thấy lạnh buốt. Phá! Một tu giả bức hai ngân hình của cảnh giới Ngân Linh điên cuồng tấn công thanh kiếm đang công kích mình, đồng thời cũng muốn rút lui. Sáu người còn lại cũng liều mạng tấn công vào lưỡi kiếm đó, cố gắng trốn tránh khỏi lưỡi kiếm tử thần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tốc độ phản ứng của họ không hề chậm. Đáng tiếc, huyết luyện cửu kiếm của Dương Hào là võ thuật kim linh thượng cấp. Tốc độ của họ có thể nhanh thế nào cũng không tránh khỏi lưỡi kiếm. Máu tươi bắn tung tóe, bảy tu giả cảnh giới Ngân Linh đều văng ra ngoài. Dương Hào cầm kiếm trên tay, trên mặt nở nụ cười, y phục màu đen chính đầy máu, lưỡi kiếm chĩa xuống đất, máu không ngừng rỏ xuống. Nhẹ nhàng nâng thanh trường kiếm trong tay lên, Dương Hào dùng tay áo lau vết máu bên mép kiếm, sau đó liếc mắt nhìn bảy tu giả cảnh giới Ngân Linh. Cảnh giới Ngân Linh mạnh lắm sao? Khi những từ này được nói ra, hai trong số bảy tu giả cảnh giới Ngân Linh đã ngã xuống đất. Cổ họng của họ đều xuất hiện một vết bẩn, sau đó máu tuôn ra như suối, cho dù dùng hai tay bịt lại cũng không thể nào ngăn được, máu nhuốm đỏ. Âm! Ngay sau đó không ngừng vang lên tiếng ngã xuống đất. Bảy người, bốn người ngã xuống đất chết liền, ba người khác quỳ gối, trên người đều có một hoặc hai vết kiếm rất sâu, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và tái nhợt. Bại rồi, bảy tu giả cảnh giới Ngân Linh hoàn toàn bại trận trước một thanh kiếm. Bốn người chết, ba người bị thương. Thanh kiếm đáng sợ đó, cho dù là những tu giả ở bước thứ ba cương lực ở cảnh giới Ngân Linh thì cũng không thể đỡ được mà không chút thương vong nào. Dương Hạo nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, thực ra ngay cả bản thân cậu cũng có chút kinh ngạc trước sức mạnh của huyết liệt cựu kiếm. Vừa rồi cậu mới chỉ triển khai kiếm thức chiêu thứ nhất, nếu như tu luyện đến cực hạn cựu kiếm, sức công phá e là sẽ rất khủng kinh khủng. Dương Hoành, ba tên phế vật này giao cho các đệ. Dương Hào nói với các huynh đệ phía sau, sau đó cậu đưa mắt nhìn Du Sung. Được luôn. Dương Hoành mỉm cười đồng ý, sau đó nhìn ba tên tu giả đã bị thương của nhà họ Triệu và nhà họ Du, nháy mắt nói: lão đại, để đảm bảo sẽ khiến bọn hắn hối hận vì dám đối đầu với nhà Dương chúng ta. Dừng lại, các ngươi dám! Du Sung nhìn thấy đám người Dương Hoành đang đi về phía ba tu giả bị thương, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, sau đó lập tức quát lớn. Dương Hào đột nhiên vung kiếm lên, mũi kiếm ở trước mặt Du Sung, cười nhạt: Du Sung, ngươi tự lo cho bản thân mình đi, mạng của bọn chúng không giữ được đâu. Du Sung nhìn chằm chằm Dương Hạo, sắc mặt u ám: Dương Hạo, ngươi sẽ phải hối hận, ta đảm bảo bảy huynh đệ của ngươi đều sẽ phải chết, chết một cách rất thảm. Hai mắt Dương Hạo hơi ngưng trọng, sau đó thanh trường kiếm lập tức tỏa ra một tia sáng sắc bén: ta muốn xem ngươi định khiến bọn ta chết như thế nào. Giết! Du Sung rống lên một tiếng, sau đó linh khí bước thứ hai cảnh giới Ngân Linh hoàn toàn bộc phát, ngưng tụ thành hình ánh đao chém về phía Dương Hạo. Huyết liệt cửu kiếm, kiếm nhất! Dương Hạo hít bắt, sau đó trường kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng màu máu, lập tức bao phủ Du Sung. Cang! Tiếng vũ khí va chạm vang lên, đòn công kích của hai người va chạm kịch liệt. Thực lực của Du Sung mạnh hơn rất nhiều so với ba tu giả lúc nãy, nhưng bất kể như thế nào, trước huyết liệt cửu kiếm, trên ngực hắn vẫn xuất hiện một vết máu. Kiếm của Dương Hạo quá nhanh đến mức hắn muốn cản nhưng hoàn toàn không thể cản được. Ha, run rẩy trước mặt ta, chết! Giọng nói của Dương Hoành vang lên, sau đó cậu ta thô bạo đấm vào người một tu giả cảnh giới Ngân Linh bước thứ hai, giết chết hắn ngay tại chỗ. Ba tu giả bước thứ hai của cảnh giới Ngân Linh tuy rằng thực lực của họ không yếu, nhưng sau khi bị chém một kiếm của Dương Hạo, hoàn toàn không chống đỡ được đòn công kích của đám người Dương Hoành. Một người chết, hai người còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Cho đến lúc này,
Đám thuộc hạ mà Du Sùng đưa tới chỉ còn lại một đám tu giả cảnh giới phàm linh mà thôi. Đáng chết, Dương Hạo, ta đã nói các người đều sẽ phải chết rất thảm. Du Sùng nhận ra mọi chuyện không thể cứu vãn, gầm lên một tiếng rồi lùi lại phía sau. Dương Hạo hít mắt lại, sau đó nở nụ cười quen thuộc. Bây giờ muốn chạy sao? Muộn rồi đó. Du Phi đang đứng trên tòa lầu phía xa, trong mắt hiện lên một chút không hài lòng, sau đó nói với người phía sau. Lực Uy Huynh, Du Sùng là một con cờ tốt, đặc biệt là cha hắn, thực lực không tồi. Tôi muốn lợi dụng hai cha con họ, vì vậy tôi chưa muốn hắn chết. Đã hiểu. Lực Uy ở bên đằng sau gật đầu, sau đó hóa thành một đạo quang cực kỳ sắc bén, bắn thẳng tới trước chỗ đám người Dương Hạo, mang theo tiếng gió rít cực mạnh.